Theo chương trình khóa tu tuổi trẻ tại chùa Bằng, sau lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội đã có buổi chia sẻ pháp thoại đầu tiên của khóa tu cho 560 khóa sinh tham dự. Với chủ đề sống biết ơn, trước nhất, Thượng tọa bày tỏ niềm hoan hỉ khi được nhìn thấy những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước đang có được những ngày tu học đầy ý nghĩa với cơ hội trải nghiệm lối sống chốn thiền môn, sống lành mạnh như ngủ sớm, dậy sớm và ăn những món cơm chay thanh tịnh, bổ dưỡng. Đặc biệt, các bạn còn được chia sẻ và truyền đạt những điều hay lẽ phải về đạo hiếu, lối sống, kết nối những tình cảm trong xã hội. Nhân dịp này, Thượng tọa đã chia sẻ và làm rõ cho các bạn khóa sinh phải luôn khắc ghi và thực hành bốn điều ơn lớn, đó là ơn cha mẹ muôn phần trọng đại, ơn nước nhà rộng rãi bao la, ơn quần chúng giúp đỡ ta, ơn thầy, ơn bạn đều là cao sâu. Ơn cha mẹ tức là biết đáp đền công ơn của cha mẹ. Luôn luôn nhớ về cha mẹ, người đã có công ơn sinh thành, nuôi nấng và dưỡng dục lo toan cho ta được khôn lớn, đã có biết bao hình ảnh cao đẹp về sự hy sinh của đấng sinh thành dành cho người con, từ hình ảnh người mẹ mắc bệnh ung thư sẵn sàng hy sinh để đứa con được đến với thế giới, người cha tần tảo vất vả làm lũ kiếm tiền, thân mang ốm đau bệnh tật để lo cho con ăn học đến lúc con trưởng thành. Để đáp đền ơn cha mẹ, cần siêng năng học tập, phấn đấu vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ơn Tổ quốc, tức là ai ai cũng có Tổ quốc, đó chính là hai chữ thiêng liêng, giúp chúng ta tự hào với hai tiếng Việt Nam. Vì vậy, mỗi bạn trẻ cần nỗ lực học tập, làm dân giàu nước mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Muốn xây dựng Tổ quốc hùng cường tráng lệ, chúng ta cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện. Những bạn trẻ ngồi tại đây đều là những tương lai trụ cột của đất nước, của bao nhiêu thế hệ tổ tiên tiền bối, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Ơn xã hội quần chúng, ví như khóa tu dạy ta ăn cơm trong chính niệm, đó chính là một sự biết ơn bác nông dân một nắng hai sương vất vả, tạo ra từng hạt gạo, từng bữa cơm ngọt lành, tới bộ quần áo ta mặc của bác nông dân trồng bông, xe chỉ và hàng trăm công đoạn vất vả tạo nên. Ơn thầy, ơn bạn. Dân tộc Việt Nam có tinh thần tri ân và báo ân, đó cũng là nét đẹp truyền thống quan trọng của người Việt Nam, với câu ca dao tục ngữ, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Ngoài bốn ơn trên, Thượng tọa mong rằng các khóa sinh cũng cần có điều ba nên, đó là nói lời hay, làm việc tốt, giữ tâm thiện, và bốn điều phải, đó là luôn hiếu kính ông bà, cha mẹ, tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới, siêng năng học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, đất nước. Qua khóa tu, Thượng tọa mong các bạn trẻ sẽ trang bị được cho mình thêm hành trang quý giá, giúp các bạn chinh phục được ước mơ, trở thành những người công dân có ích cho xã hội, cho quê hương, Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.